Cô chào mừng tất cả các em đến với tiết học ngày hôm nay, môn lịch sử lớp 6. Các em thân mến, trong tiết học trước, chúng ta đã được tìm hiểu về chủ đề các cuộc đấu tranh của nhân dân ta ở thời kỳ Bắc thuộc. Chúng ta đã được tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa của Lý Bí, cuộc khởi nghĩa của Phùng Hưng, rồi cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan. Và cô đã giao bài tập cho chúng ta là về nhà hoàn thành cho cô cái bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta từ năm 40 đến thế kỷ thứ 9. Vậy thì với cái bài tập này, cô sẽ kiểm tra sau khi chúng ta vào trường đi học ha. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một bài mới, đó là bài 24, tìm hiểu về nước Champa từ thế kỷ 2 đến thế kỷ thứ 10. Vậy khi nói đến nước Champa, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những công trình kiến trúc nghệ thuật rất là độc đáo của người Chăm. Chúng ta sẽ nghĩ đến cái nền văn hóa của Champa như là gì nhỉ? Làm đồ gốm nè, rồi các cái trang phục truyền thống. Và người Chăm hiện nay thì sinh sống rất nhiều ở hai tỉnh, đó là tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận của đất nước ta. Vậy thì cái nước Champa từ thời xa xưa được hình thành như thế nào và cái nét đặc trưng về kinh tế và văn hóa của họ là gì? Chúng ta ghi cho cô bài 24. Nước Champa từ thế kỷ 2 đến thế kỷ 10. Nội dung trọng tâm của bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về những nét chính về nền văn hóa của Champa. Bài 24. Nước Champa từ thế kỷ 2 đến thế kỷ 10. Chúng ta tìm hiểu phần 1 nhỏ, nước Champa độc lập ra đời. A nhỏ là hoàn cảnh ra đời. Vậy chúng ta có thể thấy là Champa là một quốc gia cổ từng tồn tại độc lập liên tục qua các thời kỳ từ năm 192, tồn tại đến năm 1832. Và cương vực của Champa lúc mở rộng nhất trải dài từ dãy núi Hoành Sơn, Quảng Bình ở phía Bắc cho đến Bình Thuận ở phía Nam và từ Biển Đông cho đến tận miền núi phía Tây của nước Lào ngày nay. Vậy thì nước Champa ra đời như thế nào? Chúng ta nhìn cho cô. Chúng ta nhìn cho cô cái lược đồ giao châu và Champa giữa thế kỷ 6 đến thế kỷ 10. Vậy chúng ta có thể nhìn cho cô cái vòng tròn màu đỏ, nó chính là thủ đô của Champa ngày xưa. Vậy thì thời Hán sau khi chiếm được Giao Chỉ và Cửu Chân, quân Hán đánh xuống phía Nam, chiếm đất của người Chăm cổ, sáp nhập vào Nhật Nam và đặt ra huyện. Đây chính là cái địa danh huyện Tượng Lâm. Và quận Nhật Nam thì bao gồm có 5 huyện. Và Tượng Lâm là huyện xa nhất và đây cũng là nơi sinh sống của bộ lạc Dừa. Đây là bộ lạc của người Chăm cổ và thuộc nền văn hóa Sa Huỳnh. Vào thế kỷ thứ 2, nhân dân Giao Châu nhiều lần nổi dậy, nhà Hán tỏ ra bất lực, không thể đàn áp được các cuộc khởi nghĩa của nhân dân Giao Châu, nhất là đối với các quận xa như là quận Nhật Nam. Từ năm 192 đến năm 193, nhân dân Tượng Lâm dưới sự lãnh đạo của một nhân vật đó là Khu Liên đã nổi dậy đấu tranh chống lại nhà Hán. Sau đó, Khu Liên tự xưng làm vua và đặt tên nước là Lâm Ấp vào thế kỷ thứ 2. Vậy chúng ta có thể thấy cho cô là gì nước Champa được hình thành như thế nào? Qua những cái mà cô vừa mới nói thì nước Champa được hình thành như thế nào?
Vậy thì để chốt lại ở cái phần hoàn cảnh ra đời của nước Champa thì chúng ta sẽ có hai ý. Thứ nhất, nhà Hán chiếm đất người Chăm cổ, đặt ra huyện Tường Lâm. Ý thứ hai, năm 192 đến 193, Khu Liên lãnh đạo nhân dân Tường Lâm giành độc lập. Ông xưng vua đặt tên nước là Lâm Ấp. Chúng ta ghi cho cô hai ý. Nhà Hán chiếm đất của người Chăm cổ đặt ra huyện Tượng Lâm. Năm 192 đến 193, Khu Liên lãnh đạo nhân dân Tượng Lâm giành độc lập. Ông xưng vua đặt tên nước là Lâm Ấp. Vậy thì sau khi ra đời, nước Champa có quá trình phát triển và mở rộng như thế nào? Chúng ta chuyển cho cô qua phần B, quá trình phát triển và mở rộng. Rồi, chúng ta nhìn cho cô cái lược đồ Giao Châu và Champa giữa thế kỷ 6 đến thế kỷ 10. Vậy chúng ta thấy là khi quốc gia Lâm Ấp mới được hình thành, thì vua Lâm Ấp rất chú trọng đến việc tạo dựng một cái lực lượng quân sự hùng mạnh và đạo quân thường trực gồm 4 đến 5 vạn người để bảo vệ cái nền độc lập còn non yếu của đất nước mới được hình thành. Các vua Lâm Ấp đã hợp nhất bộ lạc Dừa với bộ lạc Cau ở phía Nam tấn công các nước láng giềng để mở rộng lãnh thổ. Về phía Bắc, lãnh thổ trải dài cho đến dãy Hoành Sơn ở huyện Tây Quyển. Về phía Nam, mở rộng đến Phan Rang. Chúng ta thấy là toàn bộ cái màu xanh này, nó chính là lãnh thổ của đất nước Champa lúc bấy giờ. Kéo dài từ Hoành Sơn cho tới Phan Rang. Sau đó, vua đổi tên nước là Champa. Đổi tên nước là Champa và đóng đô ở Sinhapura, nay thuộc huyện Trà Kiệu, tỉnh Quảng Nam. Đó là toàn bộ quá trình phát triển và mở rộng lãnh thổ của Champa. Vậy thì chúng ta sẽ có thể nói ngắn gọn cho cô là gì? Quá trình hình thành và phát triển của đất nước Champa dựa vào là gì nhỉ? Lực lượng quân sự, đúng chưa? Dùng lực lượng quân sự để mở rộng cái lãnh thổ của mình. Vậy chúng ta sẽ có một vài ý của cái phần B. Dùng lực lượng quân sự để mở rộng lãnh thổ. Đổi tên nước là Champa. Đóng đô ở Sinhapura, Trà Kiệu, Quảng Nam. Rồi, chúng ta ghi nhận cho cô hai ý vào vở. Dùng lực lượng quân sự để mở rộng lãnh thổ, đổi tên nước là Champa, đóng đô ở Sinhapura, nay thuộc Trà Kiệu, Quảng Nam. Chúng ta có thể ghi là Champa cũng được hoặc là Champa cũng được ha. Tên nào thì vẫn có thể là chấp nhận được. Champa hoặc Champa đều được. Vậy thì sau khi hình thành được đất nước thì đất nước Champa đã làm gì để phát triển kinh tế và văn hóa? Thì cô và các bạn cùng chuyển tiếp sang phần mới.
2. Tình hình kinh tế văn hóa Champa từ thế kỷ 2 đến thế kỷ 10. A nhỏ, chúng ta tìm hiểu về kinh tế. Rồi chúng ta sẽ quan sát cho cô một số hình ảnh ở trên màn hình. Đây là hình ảnh một số ngành kinh tế chính của người cư dân Champa. Hình ảnh đây là gốm cổ của người Chăm ở Ninh Thuận. Vậy thì quan sát vào hai cái hình ảnh này, chúng ta sẽ trả lời cho cô một số câu hỏi. Câu 1 là quan sát tranh và dựa vào sách giáo khoa. Em hãy nêu những thành tựu về kinh tế của Champa. Câu 2 là quan sát tranh, nhận xét về trình độ phát triển kinh tế của cư dân Champa. Thứ nhất, chúng ta sẽ xem cho cô là gì? Nhìn vào trong cái hình ảnh ở trên màn hình và dựa vào sách giáo khoa, chúng ta có thể cho cô biết là cư dân Champa họ đã biết làm những cái ngành nghề gì để phát triển kinh tế. Thứ hai là nhận xét cho cô về trình độ phát triển kinh tế của cư dân Champa lúc này như thế nào. Để trả lời được câu hỏi thứ nhất thì chúng ta có thể là dựa vào sách giáo khoa. Xem là cư dân Champa họ biết làm những ngành nghề gì. Thứ nhất là họ biết sử dụng các công cụ lao động bằng sắt. Nguồn sống chủ yếu của họ là nông nghiệp. Đó là gì? Trồng lúa. Rồi họ còn biết làm ruộng bậc thang ở các sườn đồi núi. Rồi họ sáng tạo ra các xe guồng nước để đưa nước từ sông suối lên ruộng và từ ruộng thấp lên ruộng cao. Ngoài ra họ còn biết trồng các loại cây ăn trái. Ngoài những ngành nghề về nông nghiệp thì người Champa cổ họ còn biết làm khai thác các lâm thổ sản và nghề làm đồ gốm rất là phát triển. Đối với thương nghiệp thì người Champa biết giao lưu, trao đổi buôn bán hàng hóa với người Giao Châu ở Trung Quốc và Ấn Độ. Đó là một số các thành tựu về kinh tế của Champa. Vậy thì dựa vào những thành tựu này, chúng ta có thể thấy được cho cô là kinh tế của Champa trong cái giai đoạn này rất phát triển và nó có sự phát triển ngang bằng với các khu vực xung quanh khác. Rồi, nãy giờ cô nói các bạn có theo kịp được không? Vậy cô có thể tóm gọn lại cho các bạn về tình hình kinh tế của Champa nào. Chúng ta theo dõi nào. Thứ nhất, về tình hình kinh tế của Champa. Họ biết sử dụng công cụ sắt, biết trồng lúa nước, trồng các loại cây ăn quả, cây công nghiệp, khai thác lâm, thổ sản, làm đồ gốm, đánh cá, buôn bán. Về thương nghiệp, họ biết trao đổi buôn bán với Giao Châu, Ấn Độ và Trung Quốc. Rồi, chúng ta có thể ghi nhận cho cô phần kinh tế vào trong vở. Thứ nhất là biết sử dụng công cụ sắt, trồng lúa nước. Thứ hai là trồng các loại cây ăn quả, cây công nghiệp. Thứ ba là họ khai thác lâm thổ sản, làm đồ gốm, đánh cá, buôn bán. Về thương nghiệp, họ biết trao đổi buôn bán với Giao Châu, Ấn Độ và Trung Quốc. Rồi, chúng ta ghi vào trong vở nào.
Rồi, đó là những thành tựu về kinh tế. Vậy chúng ta nhận xét cho cô về thành tựu kinh tế của Champa như thế nào nhỉ? Cô vừa mới nói vừa nãy xong là gì? Kinh tế của Champa đã có sự phát triển ngang bằng so với các vùng xung quanh. Nhân dân Champa đã đạt được trình độ phát triển kinh tế như các vùng xung quanh. Nhân dân Champa đã đạt được trình độ phát triển kinh tế như các vùng xung quanh. Nhân dân Champa đã đạt được trình độ phát triển kinh tế như các vùng xung quanh. Rồi, đó là toàn bộ phần nội dung về kinh tế. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu về nội dung thứ hai, đó là văn hóa của người Champa. Về văn hóa thì cô sẽ có một số câu hỏi. Một số câu hỏi để cho chúng ta suy nghĩ và trả lời. Thứ nhất là tìm hiểu những thành tựu văn hóa, phong tục tập quán của cư dân Champa. Thứ hai, em có nhận xét gì về nghệ thuật kiến trúc của người Chăm? Thứ ba, tìm hiểu mối quan hệ giữa người Chăm và người Việt ở các quận khác nhau của Giao Châu. Ba câu này thì chúng ta có thể dựa vào sách giáo khoa để trả lời cho cô. Trang 68. Câu nhất là tìm hiểu những thành tựu văn hóa phong tục tập quán của cư dân Champa. Câu này rất là dễ rồi ha. Rồi, thứ nhất chúng ta giải quyết cho cô câu thứ nhất là gì? Những thành tựu về văn hóa, phong tục tập quán của cư dân Champa. Thì chúng ta thấy là gì? Người Champa họ có chữ viết riêng, bắt nguồn từ chữ Phạn của người Ấn Độ. Và nhân dân Champa họ theo hai đạo chính là đạo Bà La Môn và đạo Phật. Vậy thì đạo Phật chúng ta đã được tìm hiểu nhiều rồi ha, chúng ta đã biết chắc chắn là cũng sẽ có những nhiều bạn đã đi chùa để cúng bái Phật. Thì chúng ta cũng có thể biết đó là về đạo Phật. Còn đạo Bà La Môn thì chúng ta có thể hiểu cho cô là gì? Bà La Môn là một danh từ chỉ một đẳng cấp, một hạng người ở Ấn Độ. Thuộc về đẳng cấp Bà La Môn là các tu sĩ, triết gia, học giả và các vị lãnh đạo tôn giáo. Và dân chúng Ấn Độ thì rất tôn trọng cái đẳng cấp Bà La Môn. Và những người thuộc đạo Bà La Môn thì họ tự nhận mình là hạng cao thượng, sinh ra từ miệng Phạm Thiên. Và thay Phạm Thiên cầm cương lãnh đạo tinh thần dân tộc nên có quyền ưu tiên được tôn kính và an hưởng cuộc đời sung sướng nhất. Đó là một số cái thông tin về cái đạo Bà La Môn. Rồi tiếp theo là gì? Thành tựu tiếp theo phong tục tập quán đó là người Chăm họ có tục hỏa táng người chết. Bỏ cho cốt vào bình hoặc vò gốm rồi ném xuống sông hoặc là xuống biển. Rồi họ có thể sáng tạo ra một nền nghệ thuật đặc sắc tiêu biểu, các đền tượng, các bức chạm nghệ thuật nổi tiếng. Chúng ta có thể nhìn cho cô hình 52. Đó là trong sách giáo khoa đó là khu thánh địa Mỹ Sơn ở Quảng Nam. Đây là một thành tựu rất nổi bật về cái kiến trúc nghệ thuật của người Chăm.
Vậy thì câu hỏi số 3 là tìm hiểu về mối quan hệ giữa người Chăm và người Việt ở các quận khác nhau của Giao Châu. Vậy chúng ta thấy là gì? Không không chỉ ngày nay mà từ thời xa xưa thì người Chăm và người Việt đã có mối quan hệ rất là thân thiết, gần gũi và tốt đẹp với nhau. Rồi, câu hỏi thứ nhất chúng ta có thể trả lời là quốc gia Champa có nền văn hóa phát triển rực rỡ phong phú, chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ. Từ thế kỷ thứ 4, người Champa đã có chữ viết riêng, bắt nguồn từ chữ Phạn của Ấn Độ. Và người Chăm theo đạo Bà La Môn và đạo Phật, họ có tục hỏa táng người chết, rồi đem tro cốt bỏ vào bình, lọ, rồi ném xuống sông biển. Người Chăm ở nhà sàn, họ có tục ăn trầu cau. À, cũng giống như người Việt ha, họ có tục ăn trầu cau. Rồi họ cũng ở nhà sàn. Đó là những thành tựu về văn hóa. Rồi câu hỏi số 2 chúng ta có thể trả lời là người Champa đã tạo ra một nền nghệ thuật đặc sắc tiêu biểu là nghệ thuật kiến trúc. Và đây là thành tựu quan trọng nhất của người Chăm. Kiến trúc Chăm chịu ảnh hưởng của kiến trúc Hindu. Tiêu biểu là tháp Chăm, đền tượng, phù điêu, chạm nổi. Chùa tháp thường có đỉnh chóp hình menu, tức là hình ngọn núi. Vì theo quan niệm của người Hindu, đỉnh tháp là nơi ngự trị của người cai trị dân chúng. Câu hỏi số 3, chúng ta Rồi, câu hỏi số 3. Người Chăm có mối quan hệ gần gũi chặt chẽ từ lâu đời với cư dân Việt trong chiến tranh. Nhân dân Tượng Lâm và Nhật Nam đã ủng hộ cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. Nhân dân Giao Chỉ, Cửu Chân ủng hộ phong trào đấu tranh của nhân dân Tượng Lâm và trong phát triển kinh tế. Nước Champa là một bộ phận của nước Việt Nam. Cư dân Champa là một bộ phận của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Đó là chúng ta có thể trả lời ba câu hỏi rất là rõ ràng như vậy ha. Chúng ta nhìn cho cô, đây là hình ảnh chữ viết của người Chăm, bắt nguồn từ chữ Phạn của Ấn Độ. Nhìn nó rất là khó viết ha. Chúng ta có thể thấy là nó chủ yếu là các chữ tượng hình và nó khó viết hơn nhiều so với chữ chữ của người Việt. Rồi, đây là hai cái hình ảnh về hai cái đạo tiêu biểu của người Chăm, đó là đạo Phật và đạo Bà La Môn. Và ngày nay thì cư dân Champa họ vẫn theo hai cái đạo này, được coi là hai cái đạo chính. Đạo Phật và đạo Bà La Môn. Ở đây là một số cái hình ảnh về cái nền văn nét văn hóa cũng như là cái phong tục tập quán của người Chăm. Tượng thần Bà La Môn, rồi tượng thần Venus, rồi tượng thần Shiva, rồi nhà sàn của người Chăm và phong tục ăn trầu cau. Đây là những cái nét tiêu biểu trong cái nét nét văn hóa cũng như là cái phong tục tập quán của người Chăm ta vẫn đần được duy trì và phát triển cho đến ngày nay. Rồi đây là một số hình ảnh về các cái kiến trúc nghệ thuật của người Champa như là khu thánh địa Mỹ Sơn ở Quảng Nam, tháp Chăm ở Phan Rang, rồi các cái hình trang trí chạm nổi dưới chân tháp Chăm. Có dịp thì chúng ta sẽ đến thăm những cái di tích lịch sử này. Hiện nay thì ở Ninh Thuận và Bình Thuận còn tồn tại rất là nhiều tháp Chăm. Ngoài ra thì nó còn rải rác ở một số địa phương của miền Trung, ví dụ như là Khánh Hòa hoặc là Bình Định, Phú Yên cũng có các cái di tích tháp Chăm của người Chăm Pa cổ ngày xưa họ xây dựng nên. Rồi, vậy chúng ta sẽ có một số ý về văn hóa của Chăm Pa. Thứ nhất, họ có chữ viết riêng từ thế kỷ thứ 4, đó là chữ Phạn. Thứ hai, họ theo đạo Bà La Môn và đạo Phật. Thứ ba, sáng tạo ra một nền nghệ thuật đặc sắc, độc đáo. Thứ tư, họ có quan hệ gần gũi chặt chẽ từ lâu đời với cư dân Việt. Chúng ta ghi cho cô bốn ý của nền nét chính về văn hóa của Champa.
có chữ viết riêng từ thế kỷ 4 là chữ Phạn. Theo đạo Bà La Môn và đạo Phật, sáng tạo ra một nền nghệ thuật đặc sắc độc đáo. Thứ tư, họ có quan hệ gần gũi chặt chẽ từ lâu đời với cư dân Việt. Vậy thì trong toàn bộ nội dung của bài 24, chúng ta đã được tìm hiểu về hai phần chính, đó là nước Champa độc lập ra đời và tình hình kinh tế văn hóa Champa từ thế kỷ 2 đến thế kỷ 10. Chúng ta được tìm hiểu về kinh tế và văn hóa của Champa. Đây là toàn bộ cái nội dung và hệ thống lại kiến thức mà chúng ta vừa mới học. Từ thế kỷ 2, nhân dân Tự Lâm giành độc lập, lập ra nước Lâm ấp. Thế kỷ thứ 6, đổi tên nước thành Champa, lãnh thổ là kéo dài từ dãy Hoành Sơn cho đến Phan Rang. Thủ đô đó là Sinhapura, nay thuộc tỉnh Quảng Nam. Về kinh tế thì họ biết làm rất là nhiều các ngành nghề, biết trồng lúa nước, trồng các loại cây ăn quả, rồi khai thác lâm thổ sản, trao đổi buôn bán với nước ngoài. Văn hóa thì họ có một cái nền chữ viết riêng, để họ theo đạo Bà La Môn và đạo Phật. Họ ở nhà sàn, ăn trầu cau, sáng tạo ra một nền nghệ thuật kiến trúc đặc sắc, rồi có quan hệ gần gũi chặt chẽ với cư dân Việt. Đó là toàn bộ cái nội dung của bài 24 chúng ta vừa mới học. Rồi, cô có một số câu hỏi để củng cố lại cho chúng ta kiến thức vừa học. Câu 1. Nước Champa ra đời trong hoàn cảnh nào? Vừa mới học xong ha. A là hợp nhất bộ lạc dừa và bộ lạc cau. B là nước Lâm ấp tấn công các nước láng giềng mở rộng lãnh thổ. C là cả hai ý trên. Với câu hỏi này thì chúng ta sẽ chọn cho cô phương án trả lời là B. Nước Lâm ấp tấn công các nước láng giềng để mở rộng lãnh thổ. Câu hỏi số 2. Chữ viết của người Chăm bắt nguồn từ chữ nào? A. Bắt nguồn từ chữ tượng hình của Trung Quốc. B. Bắt nguồn từ chữ tượng ý của Trung Quốc. C. Bắt nguồn từ chữ quốc ngữ của Việt Nam. Và D. Bắt nguồn từ chữ Phạn của người Ấn Độ. Chúng ta vừa mới ghi cái ý này xong ha. Rất là dễ. Với câu hỏi số 2 này thì phương án trả lời cuối cùng của chúng ta đó là phương án D. Bắt nguồn từ chữ Phạn của người Ấn Độ. Rồi, xem cho cô một số cái hình ảnh. Đây là lễ hội KT của người Chăm. Biểu diễn trống ghi năng. Đó là một loại trống đặc trưng của người Champa. Rồi, sen sử dụng cả kèn Saranai. Rồi, các cái trang phục lễ hội rất là đẹp và sặc sỡ, được sử dụng trong cái lễ hội KT của người Chăm. Đây là một cái lễ hội truyền thống của người Chăm được tổ chức hàng năm. Lễ hội KT là lễ hội lớn nhất của đồng bào Chăm ở tỉnh Ninh Thuận, được tổ chức mỗi năm một lần để tưởng nhớ các vị thần như Pokalong Galai, rồi Pophome và dâng cúng tổ tiên với lòng thành kính cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, vạn vật sinh sôi, gia đình bình an. Nghi lễ tôn nghiêm gắn với hoạt động văn nghệ dân gian sôi nổi tạo thành nét văn hóa độc đáo của lễ hội.
biểu diễn trống ghi năng, kèn saranai và các điệu múa truyền thống. Hỏi công việc về nhà của chúng ta, học bài cũ, trả lời các câu hỏi ở cuối bài và chuẩn bị bài mới. Cái tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Thân ái chào tạm biệt các em.